Thì bây giờ du khách đến với quảng trường 1 tháng 4 mỗi lúc mỗi đông các bạn. Nhìn phía bên kia rất là đông người. Chú bạch tuộc này đã hạ cánh rồi. Các bạn thấy chiều dài của chú bạch tuộc này rất là khổng lồ chứ. Bây giờ mình sẽ tới hỏi chú thả diều này, con bạch tuộc này dài khoảng bao nhiêu? Bạch tuộc này dài khoảng bao nhiêu chú? 35 mét. Wow, tới 35 mét luôn. Hồi giờ mình mới được thấy một chú diều bạch tuộc có cái thước dài rất là khủng. Việc mà để cho chú bạch tuộc này cất cánh và cũng như là xếp lại sau khi hạ cánh thì cũng đòi hỏi rất là nhiều công sức. Có rất là nhiều du khách, có cả du khách nước ngoài cũng đến với lễ hội diều Phú Yên 2019. Cảm ơn chú ship lại nè. Ồ, hơi bị lâu á. Ba mươi lăm mét luôn. Ở Tuy Hòa thời điểm này còn có cả Tôn Ngộ Không giáng trần nữa kìa. Không khí lễ hội ở Tuy Hòa rất là náo nhiệt rồi. Diều đây chắc là dài nhất trong lễ hội này luôn không chú? Chú diều bạch tuộc có thể nói là chiều dài dài nhất trong lễ hội thả diều 2019 tại Phú Yên. Ngày mai còn thả nữa không chú? Mai nữa không ạ?
phải hai người xếp lại với cái không là rất là to và rất là dài con bạch tuộc này. Có sự trợ giúp của chú cảnh sát rồi. Có vậy nè. Ê, vườn nhà mình hả cô? Hả? Vườn nhà mình hả sao? À, vườn nhà. Có một con này à? Ba con tôm nữa. Tôm nữa? Với con mũ tôm, mũ kêu á. À. Con mình là người ở đâu cô? Sài Gòn. Sài Gòn hả? À, con này trị giá là khoảng bao nhiêu cô? Con này trị giá 15 triệu. 15 triệu. Wow, to quá mà. Tại số giải nó là 300 mét. Giải may đây là 300 mét. Chất liệu bằng gì cô? Chất liệu bằng giải dù. Giải dù hả? À. Cái này mua xuống là cũng không sao đúng không? Dạ. Yeah. 15 triệu. Con dừa đây là kỷ lục của lễ hội năm nay rồi. We'll be right back.